Kính thưa quý vị, Đài Loan tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân trận động đất. Thân nhân và bạn bè của các nạn nhân trận động đất ở Đài Loan xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, hôm nay đã dự một buổi lễ tưởng niệm giữa lúc số tử vong chính thức của trận động đất tăng lên đến 116 người. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và Tổng thống Tân Cử Thái Anh Văn đều có mặt trong sự kiện diễn ra ở Đài Nam. Hai nhà lãnh đạo đã mang vòng hoa và tới thăm hỏi thân nhân của các nạn nhân với các tu sĩ Phật giáo, nhưng cả hai đều không đưa ra phát biểu chính thức nào. Những người để tang đã nghiêng mình và thắp nhang trước di ảnh các nạn nhân được xếp theo hàng dọc. Buổi lễ diễn ra vào ngày thứ Bảy sau thảm họa, một ngày đặc biệt để tang theo truyền thống Trung Hoa. Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan loan báo số tử vong được cập nhật hôm nay giữa lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục đào bới trong các đống đổ nát ở chung cư Kim Long. Hàng chục người vẫn còn được ghi nhận là mất tích.